Lee Jong A, cô dâu vàng khoe con trai đầu lòng trong ảnh cưới. Mới đây, Lee Jong A hạnh phúc đăng tải lên trang Instagram hình ảnh trong đám cưới của cô và ông xã diễn ra cách đây không lâu. Đáng chú ý ở đây là lần đầu tiên nữ diễn viên cô dâu vàng để lộ mặt quý tử trước công chúng. Trong hình ảnh được đăng tải có thể thấy con trai của Lee Jong A được bố ẵm trên tay, cậu bé trông bụ bẫm và đáng yêu. Người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp để lại nhiều lời chúc cũng như khen ngợi diện mạo dễ thương của con trai đầu lòng nhà Jong A. Tháng 8 năm ngoái, Jong A đón con trai đầu lòng. Cô gây bất ngờ khi thông báo đã đăng ký kết hôn với nhân viên văn phòng kém cô 3 tuổi. Vì tình hình dịch bệnh mà Lee Jong A vốn lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào năm 2020 lại phải dời sang năm nay. Trong bộ ảnh cưới trước đó, nữ diễn viên Lee Jong A khoe ảnh chụp cùng ông xã trong hôn lễ ấm cúng của họ tại nhà thờ Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc. Hình ảnh hiếm hoi về lễ cưới của mỹ nhân xứ Kim Chi nhận được sự chú ý từ đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Vì trước đây cô khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên truyền hình. Ở phần bình luận dưới bài viết ngập tràn những lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể cũng như tổ ấm nhỏ của họ. Trước khi yên bề gia thất, ngôi sao họ Lee từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên Kang Eun-cha, bạn diễn trong phim Yêu đến tận cùng. Lee Jong A sinh năm 1984, tốt nghiệp đại học Hanyang. Cô chạm ngõ điện ảnh năm 2003 qua Non Stop 4, phim sitcom 2 tình huống ăn khách nhất Hàn Quốc. Diễn viên được khán giả Việt Nam biết tới nhiều khi cô đóng trong phim Cô Dâu Vàng 2008. Trong phim, Lee Jong A vào vai Nguyễn Jinjo, cô gái lai hàng Việt. Bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ, Jinjo trải qua thời thơ ấu không mấy vui vẻ. Lớn lên, cô làm phiên dịch tiếng Hàn cho trung tâm mai mối kết hôn. Mẹ của Jinjo mắc bệnh nghiêm trọng về mắt. Bà luôn ước ao được gặp lại cha của Jinjo một lần cuối trước khi bị mù hoàn toàn. Được biết, để hoàn thành được vai diễn, Jong A đã gặp nhiều khó khăn. Cô nàng phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hóa cuộc sống của Việt Nam. Cô chia sẻ, Cô Dâu Vàng là bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hai nước Việt-Hàn, nên điều đầu tiên khiến tôi lo lắng nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ. Tôi phải đi học tiếng Việt trong suốt 3 tuần liền với một cô giáo người Việt. Tôi cùng ăn cùng ở với cô ấy. Phát âm tiếng Việt đối với tôi là một việc vô cùng khó. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể phát âm chuẩn được một số từ cơ bản. Nhưng may mắn tôi được làm việc với một diễn viên nổi tiếng của Việt Nam là mẹ Như Quỳnh, bà đã giúp tôi rất nhiều. Trước khi nhận vai diễn đóng phim tại Việt Nam, Jong A đã tập đi xe máy, nhưng đến lúc được tận mắt chứng kiến đường phố Hà Nội đông vui thì cô có phần hơi sốc. Do vậy, trong mỗi cảnh quay sử dụng xe máy, nhà sản xuất đành tìm một cô gái Việt để đóng thế. Còn cảnh nào buộc phải quay cận mặt thì đoàn phim sẽ mượn 10 diễn viên quần chúng chạy xe máy vòng vòng để hộ tống Lee Jong A. Góp phần không nhỏ vào thành công của Cô Dâu Vàng là người đẹp Lee Jong A. Nữ diễn viên đã hoàn thành rất tốt vai diễn Nguyễn Jinjo, xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng. Sau khi phim phát sóng, tên tuổi của Lee Jong A được nhiều người chú ý hơn. Với những câu chuyện gần gũi, cảm động về cuộc sống gia đình, Cô Dâu Vàng đã thu hút sự dõi theo của đông đảo khán giả. Tận dụng bước đệm tốt từ Cô Dâu Vàng, Lee Jong A đã luôn nỗ lực để khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Hàn. Cô liên tục gây tiếng vang với những bộ phim hot như Easy Me, Vua Bánh Mì Kim Jak-gu, Công Tố Viên, Macaron.